đang đầu nhà đi, vừa đi xuống dưới một cái vàng. À, chị phải đổi giọng này game, xong rồi mẹ chị đi lên là chị biết là nó là cục vàng rồi. Mẹ chị vừa đi lên một cái, ăn đi con. Phải đổi liền, bây giờ chị không đổi là không được. Dạ, không nha. Nên là nếu như mà vô tình mà mẹ chị nghe thấy là đôi khi chị lớn tiếng quá, dạ, ở dưới nhà mẹ chị mới vô tình nghe thấy thôi, chứ chị không bao giờ mà giống như là mẹ ngồi ngay đây đúng không, mà ví dụ khoe đi ngang qua mẹ vàng là không có luôn. Đúng không? Không có luôn, giận dữ lắm. Không, giận lắm. Trang ơi, từ từ Trang. Chứ bây giờ nếu mà ví dụ như mà con mà la không, là con biết chắc luôn mẹ sẽ không la con đâu. Nhưng mà mẹ thót, lát sau mẹ sẽ ẩm. Ôi, Phước An hồi nãy mẹ la phải không? Đó, là chắc. Nhưng mà nếu như mà bà nội nói vậy thì Phước An nó sẽ hư, nó sẽ ị lại, nó sẽ không ăn nữa. Tôi thấy là mẹ con chăm sóc con mà, có giờ con tự nấu ăn chăm sóc mẹ này kia, lo cho mẹ miếng ăn giấc ngủ này kia chưa? Mẹ con á thì nấu ăn rất là ngon, nên là con biết nấu ăn. Con biết nấu ăn nhưng mà con không bao giờ dám muối đường qua mất họ. Nấu ăn là 8 năm rồi mẹ. 8 năm nhưng mà chị yêu tới 15 năm lận nha. Là chưa nấu chưa bao giờ nấu không mẹ? Chắc là lần này về phải nấu thôi. Cái này không ổn. Quá không ổn rồi chứ. Dạ. Kệ nó. Đúng rồi, con mình nấu đi không quan trọng. Không, con tự đi. Con nấu thôi. Nhưng mà cô có bao giờ mong mình nghĩ rằng con dâu mình sẽ tự tay nó nấu cho mình ăn một bữa ngồi mình thưởng thức không? Có chứ. Có đúng không? Ý chưa. Tôi tên là Nguyễn Thị Hà, 58 tuổi, hiện tại đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, chào chú Hiền Linh. Chào con. Dạ, con là Vũ Thị Huyền Trang, năm nay 29 tuổi, hiện đang là kinh doanh. Chị làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Chị làm dâu của mẹ được 8 năm. Oh. Wow. Hai ngày nữa là kỷ niệm 8 năm ngày cưới rồi chị. Oh, wow, chúc mừng chị. Dạ. Có mấy cháu? Dạ, hai bé. Một bé 6 tuổi, một bé 3 tuổi ạ. Quá rồi, giỏi luôn rồi. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình á, cô cảm nhận về cô gái này như thế nào? Ngày đầu tiên mà gặp đó là thấy nó nhỏ lắm, nhỏ mà nhí nhảnh mà nói nhiều, cho nên là cũng chưa có nghĩ là dâu đâu, dạ, nghĩ là chỉ có mấy là bạn thôi. Dạ. Nhưng biết là nói nhiều đúng không? Nói nhiều lắm, nhiều nhức đầu luôn. Chị có thể cho em biết một chút xíu là cái ngày đầu tiên khi chị gặp mẹ chồng tương lai đó, chị cảm giác như thế nào và chị có ấn tượng điều gì không? Chắc là khác với mọi người á, tại vì lần đầu tiên mà chị gặp mẹ thì chị lại không biết mẹ là mẹ ruột của ông xã chị. Tại vì đợt ngày xưa thì chị và ông xã chị là tình đầu, mình còn nhỏ mà mới lớp 8, lớp 9 rồi mình chưa có biết yêu. Hay là mình vô tình mình qua nhà bạn học chơi thôi. Thì mẹ tới, mình không biết là có phải mẹ hay không thì mình bảo mẹ chào trước đã. Yeah. Dạ con chào cô. Mình chỉ nghĩ là chắc là cô là hàng xóm thôi, là tại vì không có thấy mẹ bước vào nhà. Về sau này thì mình bất ngờ, tại sao mà mẹ mà anh lại không nói, về sau này mình mới biết là mẹ. Anh chỉ cười thôi, anh kêu là anh nghĩ là em biết. Nhưng mà mình không biết gì hết, nên là mình không thể nào nghĩ là từ cô mà trở thành mẹ chồng. Yeah. Dạ. Kính thưa quý vị, ứng dụng Dating Love sẽ được ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Quý vị khán giả hãy đón xem chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu và các chương trình khác về tình yêu và gia đình trên Dating Love. Dating Love kết nối tình yêu. Lành vậy về làm dâu tốt không cô? Lành lắm, tốt thì nói chung là nó lành thì nó điều khiển trong gia đình nó được tốt hơn. Dạ. Nhanh nhẹn. Nấu cơm, nấu nước, giặt giũ quần áo, dọn nhà này thì có không? Không. Nấu cơm thì không nấu, tại vì Trang là con gái ở trong nhà là con gái một. Dạ. Của mình đó, cho nên là bên mẹ nhà, bên mẹ nó cứng lắm. Dạ. Cho nên cơm được không phải nấu. Dạ. Về không có nấu luôn. Không, về bên nhà chồng thì cũng mẹ chồng nấu luôn. Ừ, giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa này nó có làm được cái gì không? Nó cũng làm. Nhưng làm được không? Làm cũng tạm tạm thôi, còn chồng nó làm nhiều. Nhưng mà cái ngày đầu tiên khi mà về nhà chồng, có cảm giác mình như thế nào? Sợ. Rất sợ. Lành quá mà vẫn sợ hả? Không, tại vì nhiều khi mình nói để cho mình đỡ sợ thôi. mình càng sợ thì mình sẽ càng phải nói nhiều. Dạ con chào bác. Dạ con chào bác. Chào rất là lớn tiếng nhưng mà tay chân run. Tay rất là lạnh, rất là sợ luôn. Mình sợ thì đó là điều của mình sợ thôi. Yeah. Nhưng mà thật ra là ba mẹ rất dễ. Rồi cô thấy cô hợp với cô dâu này điều gì hả con? Thì con dâu nó cũng hay nói chuyện với mẹ. Nói nhiều hơn mẹ. Nói nhiều hơn, nhưng mà lại nó cũng hay tâm sự rồi này kia, mà thấy nó nói nhiều thì cũng vui. Dạ. Trong nhà nó hồi đầu á không quen, nhưng sau này từ từ mà nó không nói nhiều mình cũng buồn nữa. Có hợp gì vậy với con dâu nè? Hợp về đi du lịch rồi này kia. Du lịch hả? Rồi đi
xem các chương trình TV rồi tham gia các cái cuộc mà đi xem chồng nó biểu diễn lên này nọ đó. Anh nhà mình làm gì chị? Chồng của chị là biên đạo Lê Hữu Phước. À, được rồi, anh có đi thi SEA Games. Cái thể loại của anh là lần đầu tiên được đưa vào SEA Games luôn. Đó là thể loại breaking, thì anh được huy chương bạc. Nên là tất cả những cái mà cuộc thi của anh á thì đa phần là có mẹ đi cùng luôn. Mẹ đi cùng, vợ đi cùng. Con nghĩ chắc là đó là điểm chung của mẹ con mình. Mình yêu cùng một người, mình ủng hộ cùng một người, thì đó cũng là điểm chung mà. Nhưng mà với mẹ chồng thì hơi ít nói, với chị thì hơi nói nhiều xíu, thì hai cái tính cách này có hợp với nhau không? Thật ra lúc đầu chị hơi sợ là chị thấy mẹ kiệm lời. Nhiều khi mình tâm sự, mình nói với mẹ chị mẹ không biết là mà con kể cái câu chuyện đó không biết mẹ có vui không, hay là mẹ có đồng tình cùng với mình hay là không, hay là mẹ không thích thì mình không có hiểu được. Thế mình cứ nói thôi, mình cứ nói từ sáng tới chiều. Tại vì bình thường là chị không có được ở gần mẹ đâu, mà công việc của chị thì chị không có nhiều thời gian, nên là mỗi lần mà chị tới chơi, chị sẽ tới chơi từ sáng tới tối, là mẹ chị không có phải mở tivi. Nếu như mà cái ngày bình thường á thì mẹ chị sẽ ngồi xem tivi từ sáng tới chiều, nhưng mà chị gần có con tới một cái là tắt hẳn tivi, không tốn tiền điện nữa, là chị để một mình con nói thôi. Chương trình nằm ở con hết luôn. Dạ, đúng rồi. Vậy thôi, ngày nào cũng tới để coi tivi. Nhưng mà lại về bận không có được nhiều. Dạ. Có điểm nào mà mình với mẹ chưa hợp với nhau không? Không, thật ra thì mẹ rất là thương. Những cái điều mà chị làm mà nhiều khi mẹ không thích á, thì chị nghĩ là mẹ cũng không nỡ nói đâu. Giống như là cái việc mà đơn giản nhất đó là nhiều khi thì em biết nếu mà mình nói nhiều là mình không có kiểm soát được. Đâm ra tới cái lúc mà mình giận chồng mình thì mình cũng nói quá vậy nói luôn. Chị nghĩ là khi mà nhiều khi chị giận quá, chị nói lớn tiếng thì chắc là mẹ cũng buồn. Mà mẹ giấu. Chị nghĩ là mẹ giấu. Mẹ cũng nghĩ là Trang nha, bữa nay Trang hư nè, lớn tiếng chồng nè. Trước mặt mẹ luôn không? Có trước mặt mẹ không? Cũng có lúc đó. Nhiều khi chị nói nhiều quá chị. Nhưng quên. Mà những lúc đó thì sao cô? Trang nó nói nhiều mình hay nói to nữa. Khi nói xong rồi thôi thì mình cũng thấy là hơi khỏi chiều một tí. Rồi cũng qua thôi. Có bao giờ là con đưa mẹ đi mua sắm hay là tặng quà tổ chức sinh nhật cho mẹ không? Không có, là 8 năm không nhớ gì luôn. Nhưng mà có một điều đặc biệt, đó là tháng nào con cũng chuyển khoản. Tại vì con không có thời gian. Như vừa nãy mẹ có nói là bình thường là tụi con đi làm nhiều lắm. Con mở một cái trung tâm dạy về tài năng, về năng khiếu, về nhảy. Đó thì con mở rất là nhiều lớp dạy, nên là con mất rất là nhiều thời gian, không có thời gian cho bản thân mình luôn. Đôi khi là con không có thời gian về thăm ba mẹ, thì thay vì là con tặng quà, con gọi quà thì con dạ đúng. Nhưng rồi. Mà nhiều khi mới mất cái số tiền chuyển khoản nó cũng về anh chị. Nhưng mà cái ba mẹ anh chị cần lại là sự thăm hỏi, đúng không cô? Đúng rồi. Vậy thì bao lâu chị cho cháu về thăm bà một lần? Nói tới thì chị hơi buồn chút, là tại vì những cái mùa mà mình ít show á, mình không có đi show nhiều, thì mẹ ơi mẹ con cho Phước An qua, con cho Chiếc Chi qua thăm ông bà. Nhưng mà những cái mùa mà đó, như đợt bận dịch quá. Vừa rồi em biết dịch là mình nghỉ, thì ông bà nói là thôi con ơi, dịch không có ra đường, nhưng mà hết dịch rồi ba mẹ ơi, hết dịch con cho cháu qua. Thì công việc rất là nhiều luôn, từ bữa tới giờ là thật ra thì bữa giờ con chỉ có nhắn tin cho mẹ không luôn. Từ dịch vào á là chị không có được gặp mẹ chị luôn á. Thôi nói chưa đây á, thực sự á chuyển khoản nhiều cũng tốt. Nhưng mà chưa chắc là tốt lắm. Đôi khi ông bà muốn, không phải muốn cái chuyển khoản đâu, mà ông bà muốn là con cháu về chơi với ông bà càng nhiều càng tốt. Nếu như hai mẹ con mình chưa có nhiều kỷ niệm với nhau thì kỷ niệm nhiều nhất là vào lúc chị có bầu và sinh đẻ, có đúng không? Chị thì chị ốm nghén rất là nặng, dễ xỉu lắm. Chị bị thiếu máu bẩm sinh, thế là đứng là chị sẽ xỉu. Là lúc mang bầu á hả? Đúng rồi. Khi mà chị sinh em bé xong á thì cái người mà chị cảm thấy an tâm nhất á thì đó là mẹ Hà, mẹ chị. Thì thay vì mẹ ruột của chị nói là mẹ sẽ ở lại chăm con ở bệnh viện, thì chị nói là thôi mẹ đừng buồn, để mẹ Hà chăm con. Mẹ sẽ ân cần, sẽ nhẹ nhàng hơn, tại mẹ Hà có kinh nghiệm nhiều hơn. Thật ra thì tại vì chị muốn là có thời gian nhiều ở bên mẹ thôi. Thì lúc mà mẹ Hà chăm mình đó, mình nhiều khi mình buồn lắm luôn á em. Giống như là nếu như mà chị còn trẻ, chị còn khỏe, chị phải chăm mẹ chị. Thì ngược lại khi mà chị thấy là mẹ chị lấy cơm cho chị, làm mọi thứ cho chị. Đêm chị ngủ á, chị sẽ mổ, chị tự cho con dùng sữa mẹ, chứ chị không có cho sữa ngoài. Thì mẹ chị nói là thôi con đau quá, nằm đi mẹ pha sữa bột cho.
Trời, chị muốn khóc luôn á. Vậy là mẹ chồng thương con quá rồi. Dạ, rất là thương. Mẹ chồng thương con lắm. Vậy thì mình thương con dâu, mình chăm cháu, mình thương nó, chăm sóc cháu nhiều, rồi có khi nào trật lòng với con dâu không? Không. Lúc mà Trang sanh xong thì mẹ chồng là chăm cho nó kỹ lắm. Chăm nó thì nó chịu rồi đó. Rồi. Nhưng mà chăm con nó chưa chắc nó chịu. Đúng rồi. Chăm con thì nhiều lúc là nhiều lúc cọ cọ hôn tậm cho chậu mà Trang nó thấy mình không có được được không phải đúng cách, vậy là mình luống cuống hay lâu rồi đó. À, thì Trang nó sợ, chắc là sợ đụng em bé hay tệ hay nói thôi để cho con tặng cho mẹ ơi. Mình thấy cũng hơi buồn là ở chỗ là nó không tin mình, nhưng mà thực tế là nó, tụi nó trẻ thì chắc nó làm những con chuyện đó nó sẽ dẻo dai hơn mình á, mình được cứng cáp hơn. Cái nỗi buồn của những bà mẹ chồng như thế, đôi khi chăm sóc nàng dâu rất là vừa lòng, nhưng mà chăm sóc con nó thôi không vừa lòng. Cái đó là cái mà rất nhiều mẹ chồng vướng phải. Thật ra con thì mẹ chăm thì con rất là tin tưởng luôn á. Nhưng mà con thấy tay mẹ run. Thấy chưa? Con thấy tay mẹ run như thời vậy nè. Rớt đúng không? Mẹ run vậy nè. Nên là con cảm thấy thôi hết rồi. Sợ. Không được, run quá. Chị thì không nghĩ là mẹ sẽ làm rớt Phước An đâu. Mẹ run mà mình nhìn thấy rõ, mình đứng ngay bên cạnh mà chị thấy rùng mình. Chị nói thôi mẹ ơi, chị biết là chắc chị nói chắc mẹ chị buồn lắm. Nhưng mà bây giờ như em biết đó, bây giờ mình nói quá nhiều mình không thể nào mà mình khóa lại được. Mình không khóa lại được thì bây giờ mình phải tuôn ra thôi. Yeah. Mình chị nói rất nhỏ nha, nhưng mà chắc mẹ chị buồn nên là mẹ chị nhớ tới giờ. Có nào nó la cháu trước mặt mình, nó đánh cháu trước mặt mình không? Cũng có lúc nó la, nhưng mà nó la đúng thôi thì mình cũng để cho con nó dạy nó dạy cháu, chứ mình cũng không có cản nó. Chị canh, ví dụ mẹ chị đi ra chỗ khác không, đang đầu nhà đi, vừa đi xuống dưới một cái Phương An à, chị phải đổi giọng để game, xong rồi mẹ chị đi lên là chị biết là nó là cục vàng rồi. Mẹ chị vừa đi lên một cái ăn đi con à, chị phải đổi liền, bây giờ chị không đổi là không được. Nên là nếu như mà vô tình mà mẹ chị nghe thấy là đôi khi chị lớn tiếng quá, ở dưới nhà mẹ chị mới vô tình nghe thấy thôi, chứ chị không bao giờ mà giống như là mẹ ngồi ngay đây đúng không, mà ví dụ Phương An đi ngang qua mẹ Phương An là không có luôn mẹ. Đúng không? Không có luôn, dằn dữ lắm. Không dằn Trang ơi, từ Trang. Chứ bây giờ nếu mà ví dụ như mà con mà la phải không, là con biết chắc luôn mẹ sẽ không la con đâu. Nhưng mà mẹ xót, lát sau mẹ sẽ ấm. Ôi Phước An hồi nãy mẹ la phải không? Đó là chắc. Nhưng mà nếu như mà bà nội nói vậy thì Phước An nó sẽ hư, nó sẽ ỉ lại, nó sẽ không ăn nữa. Chú thấy là mẹ con chăm sóc con mà, có giờ con tự nấu ăn chăm sóc mẹ này kia, lo cho mẹ miếng ăn giấc ngủ này kia chưa? Mẹ con á thì nấu ăn rất là ngon, nên là con biết nấu ăn, nhưng mà con không bao giờ dám múa rượu qua mắt họ. Nấu ăn là 8 năm mà mẹ, 8 năm nhưng mà chị yêu tới 15 năm lận nha. Là chưa nấu chưa nào. Bao giờ nấu không mẹ? Chết rồi, chắc lần này về phải nấu thôi. Cái này không ổn. Không ổn rồi. Quá không ổn luôn chứ. Dạ. Kệ nó. Đúng rồi, con mình thì nấu dở đi, gì không quan trọng. Không, con tự ti. Con nấu thôi. Nhưng mà cô có bao giờ mong mình nghĩ rằng con dâu mình sẽ tự tay nó nấu cho mình ăn một bữa ngồi mình thưởng thức không? Không có chứ. Có đúng không? Có thấy chưa. Hôm nay chồng con có gửi thư. Chồng con là bình thường ít nói lắm luôn á. Con nói hết phần luôn á. Mà bữa nay là thì giờ chồng con viết thư, thư thôi. Dạ. Gửi mẹ yêu, con cảm ơn mẹ đã luôn yêu thương, che chở và hy sinh cho vợ chồng con. Con xin lỗi mẹ vì tính chất công việc nên vợ chồng con không thể thường xuyên qua thăm ba mẹ được. Những chuyện buồn của gia đình con không thể chia sẻ vì sợ ba mẹ buồn. Phước An và Chiếc Chiêu rất nhớ ông bà nội. Con biết mẹ buồn những cái lúc vợ con dạy cháu hơi nghiêm khắc, nhưng mẹ cũng không nói ra. Mong mẹ hiểu và thông cảm cho vợ chồng con. Con kính chúc ba mẹ thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Vợ chồng con hứa sẽ sắp xếp công việc thường xuyên về thăm ba mẹ nhiều hơn. Vợ ơi, em là người phụ nữ tuyệt vời, chăm sóc tốt cho gia đình. Anh mong mẹ và em sẽ xem nhau như mẹ con ruột. Có chuyện gì cứ chia sẻ thẳng thắn với nhau, không cần thông qua anh nữa. Nhiều lúc anh bận, anh lại không có thời gian làm cầu nối gắn kết giữa mẹ với là em. Mong em và mẹ sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc, yêu vợ. Những lời rất là ngọt ngào, cô cảm giác thế nào? Mẹ muốn khóc. Hôm nay nghe những lời con trai nói như thế, cô rơi nước mắt luôn. Mặc dù cô là người kiệm lời lắm, con nghĩ thế nào về những giọt nước mắt của mẹ chồng con rơi? Dạ thật ra thì đây là lần thứ 2 con thấy mẹ khóc. Con cảm thấy rất là có lỗi.
Thôi lỗi đấy. Ngày hôm nay thì em không biết là chị có rất nhiều điều muốn nói với mẹ đúng không? Chị mong muốn ở mẹ điều gì, chị có thể chia sẻ không? Đứng lên nói đi cho nó tình cảm nào. Mẹ tình cảm lắm á, chú thấy những giọt nước mắt đó là nhiều mắt tình cảm lắm. Thôi mẹ đừng khóc đi. Nói chung là cũng vì rất là thương cả con cho nên là xúc động về những cái gì của con trai mình nói. Tại vì Phước là nó bận công chuyện rất là nhiều cho nên là mình trách cũng không được, mình buồn cũng không được, cho nên là mình thấy con nội thì mình cũng cảm động lắm. Thì nó cũng việc nghĩ về mình như vậy. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Đáng lý ra khi mà con là vợ, con là con gái mẹ thì nên dành nhiều thời gian cho mẹ hơn. Cảm ơn mẹ đã luôn yêu thương con. Rồi, chú hy vọng rằng con sẽ là người chủ động trong công việc này. Bởi vì mẹ con ít nói, chúc cho gia đình ta hạnh phúc, hiểu nhau nhiều hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn nhé. Một kỷ niệm của chương trình gửi tặng gia đình để nhớ mình có tham gia chương trình này, chồng nàng dâu.